Bão Dosuri có thể mạnh lên thành siêu bão, miền Bắc sẽ mưa lớn sau nắng nóng. Lâm Đồng khởi tố người đàn ông tuyên truyền chống phá nhà nước. Thợ cắt tóc chuẩn bị hầu tòa sau khi đâm tử vong bạn gái cũ. Nhiều số xấu như 4953 được bê vào kho biển số sắp đấu giá gây tranh cãi. Biểu hiện bất thường của người đàn ông cầm dao sang đe dọa hàng xóm qua lời kể của cư dân xung quanh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Viettimes. Thưa quý vị và các bạn, mới đầu là một thông tin đáng chú ý về diễn biến mới nhất của cơn bão số 2. Theo đó, sáng ngày 24 tháng 7, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Dossory đã mạnh lên cấp 13, dự báo còn có khả năng mạnh lên cấp 15, 16 đi qua vùng biển giữa bán đảo Luzon Philippines và Đài Loan Trung Quốc, đi vào phần đông bắc của khu vực Bắc biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định bão Dokuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong 48 đến 96 giờ tới. Cơn bão Dokuri ở phía đông Philippines được nhận định là ít có khả năng đi vào biển Đông, tuy nhiên cơn bão này sẽ gây thời tiết xấu cho một phần của biển Đông. Dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên cấp 15, giật cấp 17, cấp siêu bão trong khoảng 2 ngày tới khi bão tiến sát khu vực phía đông bắc của đảo lưu Philippines. Sau đó bão tiếp tục đi lên phía bắc và có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc. Dù bão Đốc Sorry ít có khả năng đi vào biển Đông, tuy nhiên với hướng đi như dự báo thì siêu bão cũng sẽ gây mưa to gió mạnh cho khu vực phía đông của vùng biển Bắc và giữa biển Đông. Ngoài ra, bão tương tác khiến gió tây nam trên khu vực biển phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa của Việt Nam cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động kèm mưa rông mạnh trên đất liền gió mùa tây nam mạnh cũng khiến cho khu vực tây nguyên, nam bộ liên tục mưa nhiều, có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Bão Doksuri ngoài khơi khiến cho miền bắc nằm gần hoàn toàn trong đài áp cao cận nhiệt đới, do vậy duy trì nắng nóng oi bức cho đến khoảng ngày 26 đến 27 tháng 7. Có một khả năng là sau ngày 27 tháng 7 miền bắc sẽ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Doksuri. Về tình hình nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết. Ngày hôm qua, 23 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như sông Mã Sơn La 38 độ, Bắc Mê Hà Giang 37,3 độ, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 37,2 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Ngày 24 đến 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, từ ngày 26 tháng 7, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, từ nay đến nửa đầu tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới bão trên biển Đông. Dự báo từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 có khoảng từ 1 đến 2 cơn áp thấp nhiệt đới bão hoạt động trên biển Đông. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải hội tụ nhiệt đới cũng là tác nhân gây ra gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam. Cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, nên Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến hết tháng. Dự báo từ chiều tối ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ chiều tối ngày 22 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8 cũng có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sự phát triển mạnh mẽ thông tin trên các mạng xã hội đã tạo điều kiện cho một số tổ chức cá nhân phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chính quyền nhà nước. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc về tội, làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Theo cáo buộc, thời gian qua, đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video trên mạng xã hội Facebook, YouTube, có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và chế độ lãnh đạo, phào tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Theo thông báo của Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi trên của Dương Tuấn Ngọc là rất nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc. Thời gian gần đây, nhiều mâu thuẫn tình ái đã dẫn đến các vụ án mạng gia tăng. Quý vị hẳn còn nhớ vụ việc một nam thanh niên sát hại bạn gái cũ dã man tại phố Vương Tiểu Vũ. Theo thông tin mới nhất, vụ án sắp được Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Hoàng Văn Thành có quan hệ tình cảm với chị P, sinh năm 2003 ở thành phố Lai Châu, làm nghề nối mi và sơn móng tay tại số 84 phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó, Thành muốn nối lại tình cảm với bạn gái cũ nhưng không thành. Đến khoảng 23 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1 năm 2023, Thành điều khiển xe mô tô đến cửa hàng của bạn gái cũ rủ đi ăn liên hoan. Đến nơi, Thành nhìn thấy chị P đang đứng nói chuyện với anh D ở trước cửa hàng. Thành xuống xe, đi đến gần hỏi chị P và anh D về mối quan hệ giữa hai người. Lúc này, chị P trả lời anh D là người yêu, dẫn tới xảy ra mâu thuẫn cãi nhau giữa chị P và Thành. Do ghen tuồng nên Thành đã bỏ đi mua một con dao dạng dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm, cất vào túi áo khoác. Sau khi mua được con dao, Thành quay lại gặp chị P và tiếp tục hỏi về mối quan hệ với anh D. Do chị P không trả lời nên Thành bực tức lao vào đâm chị P. Khi chị P lùi lại, Thành vật ngã chị P xuống và đâm liên tiếp 15 nhát rồi bỏ đi. Đi được khoảng 10 mét, Thành ngoảnh lại thấy chị P vẫn đang cử động nên quay lại cầm dao đâm thêm 10 nhát nữa vào phần bụng và ngực, làm chị P tử vong tại hiện trường. Thấy Thành đâm chị P nên anh đê vào can ngăn thì bị đâm trúng cánh tay trái, nách trái làm tổn hại 4% sức khỏe. Sau khi phạm tội, Thành vứt dao tại hiện trường rồi điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2023, Thanh đã đến công an quận Thanh Xuân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội, người bảo vệ pháp lý miễn phí cho nạn nhân UTP, sinh năm 2003 ở Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết, dự kiến vào sáng ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998 ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người, cố ý gây thương tích. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, ngoài tội giết người, Thành còn bị xét xử về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, anh D là bạn trai mới của nạn nhân, khi thấy Thành đâm chị P nên vào căn ngăn, cũng bị hung thủ dùng dao đâm một nhát trúng cánh tay trái gây thương tích 4% sức khỏe. Chuyển sang các thông tin khác, Thưa quý vị, trong danh sách 153.000 biển số sắp đấu giá vừa được bộ công an công bố, người dân khá bất ngờ khi soi ra có rất nhiều biển đuôi 4953 và cặp số 4953 vốn bị chê là dãy số xấu nhất, mang lại vận đen đủ cho chủ xe. Điều này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Những ngày qua, rất nhiều ý kiến trái chiều nhau được bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội xoay quanh chủ đề Bộ Công an công khai danh sách 153.000 biển số xe đấu giá, nhưng đa phần là biển số không đẹp. Thậm chí, kho biển số đấu giá còn có rất nhiều biển số đuôi 4953 hay đủ cả bộ số 4953, vốn bị chê là đem đến vận đen cho chủ sở hữu. Điển hình như trong danh sách biển đấu giá của Cao Bằng có biển số 11A 10753, ở thành phố Hồ Chí Minh có các biển số như 51K 84953, 51K 87853, 51K 90753. Ở Hà Nội, kho số này cũng có các biển số như 30K 56949, 30K 56953. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Việc công khai hết tất cả các dãy số chưa được đăng ký để cho người dân chọn đấu giá là cần thiết. Vì như vậy, nhà nước sẽ khai thác triệt để được giá trị kho số. Theo quy định, Bộ Công an sẽ thông báo công khai tất cả những biển số dự kiến sẽ cấp trong tháng hoặc quý để người dân lựa chọn theo nhu cầu, sở thích và đăng ký tham gia đấu giá. Các thông tin về quy chế danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sẽ công khai ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Sau khi lựa chọn biển số đưa ra đấu giá, người tham gia nộp hồ sơ, đặt tiền trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá. Mọi thủ tục đấu giá sẽ được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Theo Điều 3, Nghị quyết 73-2022-QH15, quy định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Tiền đặt trước cũng phải ngang bằng giá khởi điểm, tức 40 triệu đồng. Biển số xe ô tô trúng đấu giá được cấp cho người trúng đấu giá. Với những biển số không được người dân lựa chọn đấu giá, biển số qua các cuộc đấu giá không thành sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký quản lý xe để đăng ký theo quy trình thông thường. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc một người đàn ông cầm dao sang đe dọa hàng xóm tại Hà Nội, sau khi thực hiện hành vi đe dọa của mình, đối tượng vẫn xuất hiện dưới sân chơi chung cư khiến nhiều người hoang mang. Theo lời kể của những cư dân tại đây, người đàn ông này có nhiều biểu hiện bất thường. Theo đại diện ban quản lý tòa nhà, qua giám sát cho thấy, chiều tối hôm qua, ông Hát vẫn cởi trần đi ra ngoài và xuống sân tập thể dục. Sáng ngày 24 tháng 7, chưa thấy ông này xuất hiện, cư dân tòa nhà vẫn đang trong tình trạng hoang mang lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn để đề phòng tình huống xấu. Theo bà Hồ Thị Minh Thành, trưởng ban quản lý tòa nhà, tại tầng 6 tòa B, trung cư The Lai, có 8 căn hộ, trong đó 4 căn sử dụng vào các mục đích khác, còn lại 4 căn hộ gia đình sinh sống ổn định trong số này căn hộ của ông nxh do em gái đứng tên ông hát sống tại đây một mình cơm nước cũng do người thân hàng ngày đưa đến Ông NMP, một cư dân sinh sống cùng tầng cho hay, gia đình ông chuyển đến đây từ 2 năm trước. Ông từng nhiều lần chứng kiến ông Hát có biểu hiện bất thường, đe dọa chửi bới hàng xóm. Có lần chính ông P cũng suýt trở thành nạn nhân. Theo ông P, gia đình ông cũng như các gia đình bên cạnh hiện tại đang rất hoang mang, không dám mở cửa, không cho các cháu nhỏ đi ra ngoài. Mỗi lần đi xuống cầu thang hoặc từ tầng 1 đi lên gặp ông Hát là không ai dám đi cùng. Đại diện ban quản lý cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông Hát để hòa giải. Lúc này có cả người thân của ông hát Trước đó, Ban Quản lý Tòa Trung cư CT2, khu đô thị Trung Văn, Trung cư The live đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi giết người nhưng không thành. Tại văn bản này, bà Hồ Thị Minh Thanh, trưởng ban quản lý trung cư CT2, khu đô thị Trung Văn cho biết, hồi 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, cư dân ở căn hộ 616 tháp B của tòa nhà là NXH đã cầm hung khí, cụ thể là một con dao, và có hành động tự ý vào nhà và tấn công đâm vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh HQL là hàng xóm cạnh căn hộ 616. Cũng tại văn bản này, Ban Quản lý Nhà Trung cư CT2 khu đô thị Trung Văn đề nghị Công an Phường Trung Văn, Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện bắt khẩn cấp đối với anh NXH đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành. Cũng theo anh HQL, trước đây đối tượng NXH cũng đã nhiều lần đe dọa chửi bới gia đình anh nói riêng và một số gia đình trong tòa nhà. Hành động này rất nguy hiểm cho những cư dân sống xung quanh chung cư này. Hy vọng các cơ quan chức năng và gia đình đối tượng sớm có các biện pháp để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho những người dân xung quanh. Hình ảnh một người đàn ông mặc pháp phục xuất hiện ở quán nhậu đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Trước thông tin này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo. Theo đó vào tối ngày 22 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra quán nhậu tại phường 17 quận Gò Vấp và đưa nhiều người về trụ sở test ma túy, trong đó có ông Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ ở huyện Củ Chi. Ông Phúc âm tính với ma túy nên được cho về. Đáng chú ý, ông Phúc mặc pháp phục màu vàng xuất hiện tại quán nhậu đã khiến cho dư luận bức xúc. Về vấn đề này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng khẳng định, ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc không phải là tu sĩ Phật giáo về việc ông Phúc lên mạng có những phát ngôn giả dạng tu sĩ Phật giáo đã được Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi báo cáo. Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã từng triệu tập các cuộc họp xử lý vụ việc với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan như công an, phòng tư pháp, phòng văn hóa và thông tin qua thẩm tra các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ các quy định bổ nhiệm đối với ông nguyễn minh phúc với chữ ký của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự hòa thượng trưởng ban tăng sự trung ương khuôn dấu của hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam cấp cho ông nguyễn minh phúc đều là do ông phúc tự làm giả mạo Cuối cùng là thông tin về kinh tế. Liên quan tới vụ việc có dấu hiệu lừa đảo hàng gia vị và nông sản xuất khẩu của các doanh nghiệp, trong đó có 4 lô hàng xuất khẩu bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán, trị giá khoảng 400.000 đô la Mỹ. Một lô hàng còn lại cũng mất toàn bộ chứng cứ gốc. Trước vấn đề này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa ra thông cáo phía người bán là công ty xuất khẩu Việt Nam, thành viên Hiệp hội. Lượng hàng xuất khẩu đi 5 container, gồm hai container hồ tiêu, một container quế, một container hoa hồi và một container điều tổng giá trị lô hàng là 516.761 đô la Mỹ. Hàng cập gảng Jebel Ali Dubai, ca tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Phía bên mua là công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, địa chỉ ở Official Number 1006 My Tower, Al Nada, Dubai, UAE. Người giao dịch trực tiếp là ông Naem Chaudhry, ngân hàng thu hộ người mua Asman Bank. PGSC, trụ sở chính tại Main Blanche, UAE, hàng giao tháng 6, cập cảng vào tháng 6, tháng 7 năm 2023. Các ngân hàng Việt Nam dùng dịch vụ DHL chuyển phát bộ chứng từ gốc tới ngân hàng Adman Bank PGSC và nhân viên ngân hàng trên đã xác nhận ký nhận thành công 5 bộ chứng từ. Tuy nhiên, sau đó không rõ vì lý do gì, các bộ chứng từ gốc không còn lưu tại Adman Bank PGSC các ngân hàng việt nam đã liên tục yêu cầu ngân hàng bạn thanh toán nhận thấy sự trì hoãn chây ý từ phía ngân hàng nước bạn và người mua các công ty xuất khẩu việt nam kiểm tra trên hệ thống hãng tàu thì phát hiện cả 4 container hàng đều biến mất khỏi cảng khi phát hiện vụ việc hàng đã được lấy ra khỏi cảng người mua không liên hệ được và công ty cũng đã đóng cửa tại trụ sở đăng ký vì vậy các công ty xuất khẩu đã yêu cầu ngân hàng phía việt nam điện đòi amman bank pgsc trả lại bộ chứng từ gốc Đến nay, ngân hàng bên Dubai vẫn chưa trả lời và chỉ thông báo là đã chuyển thông tin về trụ sở chính để giải quyết. Ngày 20 tháng 7, Thương vụ Việt Nam tại UAE đã làm việc với cảnh sát Dubai để yêu cầu mở hồ sơ điều tra vụ án lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam liên quan tới một khách hàng Dubai và Ajman Bank, PGSC. Hiệp hội cũng đề nghị Đại sứ quán UAE tại Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng UAE hỗ trợ lệnh cho cảng vụ JBL Airport Authority tại UAE giữ lại lô hàng hóa hồi, không cho lấy hàng ra khỏi cảng. Ngoài ra, Hiệp hội yêu cầu Cảnh sát Dubai, Local Police Office in Jebel, mở chuyên án điều tra để bắt giữ người mua, điều tra và trả lại bốn lô hàng đã bị lấy trước đó và giúp thu hồi số tiền hàng cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời sớm có biện pháp tạm giữ người đến nhận lô hàng hoa hồi theo lịch trình sẽ đến cảng vào ngày 26 tháng 7 để điều tra. Yêu cầu hãng tàu tại Dubai phối hợp hỗ trợ với cảng vụ Jebel Ali và cảnh sát để tạm giữ lô hàng 26 tháng 7 và không cho phép lấy hàng. Yêu cầu Ngân hàng Trung ương Dubai UAE xem xét giám sát thanh tra ngân hàng Ajman Bank PGSC là bên liên đới phải chịu trách nhiệm thu tiền hàng về cho doanh nghiệp Việt Nam theo đúng điều khoản thanh toán DP những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí việt tham của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại